Trong thế giới tương lai, dị thú xâm chiếm trái đất, nhân loại rơi vào nguy cơ bị diệt chủng. Bấy giờ, võ thuật lên ngôi, rất nhiều người có sức mạnh võ thuật đều đứng lên trấn áp dị thú. Tiêu Minh là một trong những người mạnh nhất nhân loại, trong lúc đang tiêu diệt dị thú thì bị phản bội. 300 năm sau, linh hồn của cậu được tái sinh, Tiêu Minh một lần nữa dấn thân vào con đường luyện võ để trả mối thù xưa. Liệu rằng anh ta có thể trả được thù hay không, xin mời các bạn cùng theo dõi. Nếu thấy hay hãy cho S một lượt thích và chia sẻ để giúp kênh phát triển thêm nhé. Cảm ơn các bạn. Công nguyên năm 3033, lúc này tại tháp Trích Viêm, đoàn đội của Tiêu Minh đang vây giết dị thú Phượng Hoàng Cửu Linh Hoàng Cực. Sau hồi lâu tung hết các skill thì đội của họ cũng đã giành được thắng lợi, chỉ là khi chuẩn bị tiến lại thu thập con Phượng Hoàng thì Tiêu Minh đã bị đồng đội đâm sau lưng làm cho anh gục xuống. Tại sao chúng ta kề vai sát cánh bên nhau lâu như vậy mà các ngươi hôm nay lại trở mặt với ta? Người phụ nữ trong tổ đội của hắn liền nói, trong tổ đội càng đông người càng khó chia phần. Ngươi đã quá mạnh rồi, nếu chúng ta không ra tay trước thì sớm muộn gì người nằm đó cũng sẽ là chúng ta mà thôi. Lúc này Tiêu Minh hơi thở đang dần thoi thóp, đang tựa người vào xác của Phượng Hoàng Cửu Linh Hoàng Cực mà hai tên đồng đội đang lao đến định kết thúc sinh mạng của hắn. Trong phút giây sinh tử vậy mà Phượng Hoàng Cửu Linh lại vùng mình bằng những năng lực cuối cùng, dùng sức cùng lực kiệt mà tự bạo để chơi khô máu với đám nhân loại vây giết mình. Muốn ăn được ta phải để lại cái giò. Tất cả mọi người đều đã né ra xa, chỉ còn mình Tiêu Minh không thể trốn chạy, chỉ có thể đau đớn mà thét lên, nếu có kiếp sau tôi nhất định sẽ cho các người phải hối hận vì những gì mình đã gây ra. Dứt lời chỉ thấy một tia sáng bay vút lên trời. 300 năm sau tại học viện võ thuật thành phố Không Hải, lúc này cô giáo Liễu Như Ti, áo đỏ tất chân ren dáng người đồng hồ cát, cứ như miêu tả cô giáo Thảo trong bộ truyện mà thời niên thiếu S hay nghiên cứu vậy, đang đứng lớp dạy cho học sinh về tiết học dị thú căn bản 1. Cô phát biểu dõng dạc 400 năm trước đây, trên trời giáng xuống 9 tòa tháp hắc ám, dị thú hoành hành nhân gian, nhân loại không tài nào chống đỡ được và rơi vào nguy cơ diệt chủng. May thay võ thuật lên ngôi, rất nhiều người có sức mạnh võ thuật đều đứng lên trấn áp dị thú. Nhờ đó nhân loại chúng ta mới có thể sinh tồn đến tận bây giờ. Hôm nay cô sẽ cho các em xem hàng à không xem kẻ thù không đội trời chung với nhân loại chúng ta chính là dị thú. Vừa nói cô giáo Liễu Như Ti vừa kéo tấm vải che cái lồng sắt. Bên trong đang chứa một con dị thú hình chó răng heo rừng vô cùng hiếm có khó tìm. Đây là một trong những dị thú cấp bậc thấp nhất linh cầu dị thú. Cả đám học sinh bao quanh body Samsung con dị thú. Nào là chê thúi, nào là chê xấu, làm con dị thú vô cùng tức giận, cho đám học sinh quan sát chán chê. Cô giáo Liễu Như Ti liền nói, xong rồi đến giờ trả bài nghĩa đen. Chúng ta đã học qua dị thú học sơ cấp. Vậy ai có thể nói cho cô nghe điểm yếu của dị thú linh cẩu là gì không? Đám học sinh đều ấp úng trong lòng thầm cầu mong tên mình không bị gọi tên. Cả lớp chỉ biết cúi gầm mặt như học sinh sợ nhìn giáo viên lúc kiểm tra bài miệng. Không gian mênh mông quá mà cả đám học sinh đều câm miệng nên yên tĩnh đến lạ thường. Chỉ nghe được tiếng ngáy từ xa vọng về, làm cô giáo và các bạn học cũng ngạc nhiên khi có người dám ngủ trong giờ học của nữ ma đầu Liễu Như Ti. Mọi người quay đầu nhìn lại thì thấy anh Men Tiêu Minh nhà ta đang đứng dựa vào gốc cây mà đưa điệu lý câu hò chìm vào giấc mộng. Lúc này chỉ thấy cô giáo Liễu Như Ti trên người đùng đùng sát khí, tay cầm roi sex toy bước về phía Tiêu Minh mà quát lớn. Em dám ngủ gật trong giờ học của cô, em muốn chết hả? Âm thanh mang theo mấy phần công lực làm vang vọng toàn trường, đồng thời cũng đánh thức Tiêu Minh. Mà lúc này cũng chính là lúc mà linh hồn Tiêu Minh 300 năm trước nhập vào Tiêu Minh của 300 năm sau, thằng học sinh này ngủ tới chết để bị người khác nhập hồn luôn các bạn ạ. Con mẹ nó đỉnh, chỉ biết sau khi nhập vào ký chủ. Phản xạ tự nhiên làm Tiêu Minh thủ thế chiến đấu mà đưa nắm đấm giơ lên. Miệng lắp bắp nói lực vương long quyền các ngươi muốn hãm hại ta, chỉ là khi mở mắt ra thì nhìn thấy có rất nhiều cái sai trước mắt mình. Hắn nhận ra đây không còn là thế giới của hắn, hắn nhớ là mình đã chết rồi cơ mà, không lẽ mình đã hồi sinh sao? Chợt một lượng ký ức khổng lồ truyền vào đầu của Tiêu Minh làm hắn biết được, quả nhiên hắn đã được trùng sinh. Miệng dần nở nụ cười mất đi nhân tính, ông trời đã cho ta cơ hội sống lại thì các ngươi cứ chờ đợi sự báo thù của ta đi. Không ngờ vừa ngước mặt lên đã thấy đôi chân mặc tất ren cùng màu đen của nội y phụ nữ bay thẳng tắp vào đầu cậu, làm cậu bay xa cả mét cấm đầu vào cái cây phía sau. Phải chi ngày xưa đi học mà cô giáo cũng mờ lem như vậy thì S đã là học sinh chăm ngoan nhất trường rồi he he. Trả thù hả, em đọc chuyện quá nhiều rồi đó, mau chóng quay lại thực tại cho cô ngay. Cả đám học sinh quây quanh xôn xao bàn tán, Liễu Nhất Ti nổi danh tính nóng nhất trường. Cái tên vô dụng Tiêu Minh này còn dám ngủ trong tiết của cô ấy. Bị đánh là đúng rồi, còn tôi nghĩ cậu ta đã cam chịu rồi. Khí huyết cậu ta kém như vậy đâu trở thành thánh võ giả được, còn tập trung tìm hiểu về dị thú làm gì chứ. Cái tên vô dụng này nên sớm bị đuổi khỏi trường đi. Không biết mặt mũi đâu mà còn dám ló mặt đi học. Nghe tới hai từ đi học, Tiêu Minh chợt nhớ ra, theo ký ức của chính chủ thì hôm nay là tiết kiến thức về dị thú, bây giờ mình chính là học sinh bình thường trong học viện võ thuật. Thật nực cười, ngày xưa dị thú hoàng cực cấp còn bại dưới tay ta, mà hôm nay lại phải đi học về dị thú cấp dân này, thiệt là quá mất mặt ta mà. Lúc này nữ thần vòng một khủng của lớp 3 là lớp trưởng Tần Anh lên tiếng nói, thưa cô Liễu, điều kiện gia đình của Tiêu Minh khó khăn, con nhà nghèo, ba mẹ đông, sở dĩ Tiêu Minh ngủ gục trong giờ học là do sau khi tan học bạn ấy còn phải đi làm thêm nên mới kiệt sức. Lúc này một tên công tử tên Thôi Cường liền sủa càng, lớp trưởng bạn làm gì mà phải nói đỡ cho tên vô dụng đó, kiểu gì một tháng sau cậu ta cũng sẽ rớt bài kiểm tra giữa kỳ mà bị đuổi khỏi trường thôi. Được rồi, im miệng hết cho cô Tiêu Minh, ngày nào em chưa bị đuổi thì ngày đó em vẫn còn là học sinh của Liễu Như Ti tôi. Được rồi, mau cho tôi biết điểm yếu của dị thú linh cẩu là gì, nếu không trả lời được chuẩn bị chép phạt dị thú học sơ cấp 10 lần đi. Chỉ thấy cô giáo tràn tràn sát khí mang cặp bưởi khổng lồ tiếng về phía Tiêu Minh. Ha ha ha, tên vô dụng Tiêu Minh chắc còn không biết dị thú linh cẩu nằm ở trang nào thì làm sao mà trả lời.
Cuốn dị thú học sơ cấp dày như cuốn từ điển Việt Nam thì có chép tới Tết Congo cũng chưa xong, Tiêu Minh chuyến này su cả na rồi. Lớp trưởng Tần Anh mạnh dạn lên tiếng nói, cô Liễu 10 lần có phải quá nhiều rồi không? Liễu Như quay sang hỏi em đang dạy tôi cách làm giáo viên sao? Anh chị giỏi thì lên mà dạy đi, câu nói y như mấy bà cô già trường S. Tên Thôi Cường thấy Tần Anh luôn bao che cho Tiêu Minh nghĩ rằng chắc hai người họ có gì đó gian gian díu díu mập mờ phải để ý bọn họ mới được. Còn Tiêu Minh thì vừa ngoái tai vừa cười đáp cô giáo xinh đẹp. Điểm yếu của Linh Cẩu còn con thôi mà em đã thuộc từ lâu rồi. Đám bạn Tiêu Minh cười như được mùa vì nghĩ rằng thằng này hôm nay to mồm còn dám xộn lào với cô giáo. Còn có thằng tuyên bố Tiêu Minh mà trả lời được thì ăn cướp ngay tại chỗ, đúng là chơi ngu lấy số. Ồ nếu em đã tự tin như vậy thì nói thử cô nghe xem. Nếu mà trả lời không được thì phải làm sao đây hả? Vừa nói cô vừa tiến lại cầm cái roi ra sex toy cạ cạ vào mặt Tiêu Minh. Con thanh niên cứng Tiêu Minh thì lập tức trả lời dị thú Linh Cẩu có 4 điểm yếu. Đáp án đưa ra làm cho cô giáo lập tức đứng hình đang tự hỏi làm sao mà tên nhóc này có thể biết đến điểm yếu thứ tư. Đám bạn học thì cười khoái chí vì đáp án chỉ có 3 cái. Tần Anh đứng bên cạnh cũng lén nhắc cho Tiêu Minh là chỉ có 3 cái. Ơ sao chỉ có 3 vị trí nhỉ, giáo trình chắc có lẽ ghi sai rồi đó. Tiêu Minh cậu bớt lòe mọi người đi, trong giáo trình ghi chỉ có 3 điểm yếu bao gồm yết hầu bụng và mắt. Kẻ vô dụng thường xuyên rớt môn như cậu có tư cách gì mà nghi ngờ giáo trình, tên Thôi Cường còn châm dầu vào lửa. Cô giáo Liễu, Tiêu Minh không chỉ ngủ gục trong giờ học, còn dám nghi ngờ giáo trình viết sai. Em đề nghị cô cho cậu ta ở nhà kiểm điểm một thời gian để cảnh cáo, Tiêu Minh cười nói. Cô Liễu vẫn chưa nói gì, cậu ở đó sủa gì nhiều vậy, định lấy le với gái à? Được rồi im miệng đi, thấy không cô Liễu kêu cậu im miệng kìa. Cô là kêu em im miệng đấy Thôi Cường, cô giáo Liễu như tí hung hăng nhìn Thôi Cường nói. Làm thanh niên sợ muốn đái ra quần, Tiêu Minh vừa rồi em nói dị thú Linh Cẩu có 4 điểm yếu vậy điểm yếu thứ tư là gì? Đây là một bất ngờ với cô giáo Liễu vì chỉ một số ít võ giả cường đại cũng không biết mà tại sao tên nhóc này lại biết. Rất đơn giản điểm yếu thứ tư chính là, chưa kịp nói xong đáp án thì Tiêu Minh cảm thấy từ con Linh Cẩu có gì đó sai sai. Chỉ trong chớp mắt con Linh Cẩu đã phá lòng sắt mà thoát ra ngoài, con Linh Cẩu trong một giây đã nhanh như chớp lao về phía đám học sinh làm cô giáo Liễu không kịp phản ứng. Đúng như kịch bản của đạo diễn, con Linh Cẩu lao về phía hot girl Tần Anh với móng vuốt sắt nhọn, chỉ chờ có thế Tiêu Minh lập tức tốc biến hộ thể mà bế Tần Anh trên tay. Làm ra cái bộ dáng anh hùng cứu mỹ nhân ta nói nó ngầu hơn đi cầu, rồi Tiêu Minh đưa hai ngón tay lên chỉ thẳng vào trán của con Linh Cẩu, làm nó bị bất động rồi lăn đùng ra chết. Tiêu Minh đứng đó một tay ôm vòng qua eo Tần Anh, miệng thì tự tin trả lời điểm yếu thứ tư của Linh Cẩu chính là giữa ấn đường của nó. Làm cho Tần Anh phê như con tê tê, lớp trưởng cậu không sao chứ, mình không sao cảm ơn cậu Tiêu Minh. Lúc này Tần Anh đỏ hết cả mặt mà ấp úng đáp, còn trong lòng ẻm thì đang cảm thấy trong vòng tay của Tiêu Minh. Không ngờ lại mang đến cảm giác an toàn đến vậy, thôi xong còn mẻ dụng cả rổ trứng cho anh mê nhà ta rồi. Tiêu Minh thầm nghĩ Linh Cẩu chỉ là dị thú cấp dân, từ khi nào có sức mạnh phá được lồng sắt như vậy nhỉ, chuyện này có chút gì đó kỳ lạ. Chỉ thấy khi đến gần có một luồn ánh sáng bay thẳng vào lòng ngực Tiêu Minh làm anh ta cũng hơi giật mình, mà nghĩ cái lề gì thốn. Ngay lập tức một hệ thống đã được kích hoạt, một bảng trạng thái hiện lên thông báo. Tiêu diệt một quái vật Linh Cẩu cộng 1 khí huyết. Ký chủ Tiêu Minh khí huyết 11, đù thì ra tiêu diệt dị thú có thể tăng cường khí huyết của mình. Hệ thống này coi bộ ngon à nha, cái này làm ra chẳng khác gì dành riêng cho mình. Mọi người mau nhìn xem Linh Cẩu chết rồi ư. Là Tiêu Minh đã giết chết dị thú sao, đúng rồi giết chết nó chỉ với một chiêu. Còn cô giáo Liễu Như Ti khi đến khám nghiệm con Linh Cẩu thì nhận xét, giết chết dị thú chỉ bằng đầu ngón tay. Còn làm cho xương của nó gãy vụn, kiểm soát sức mạnh chuẩn xác đến mức mình còn chưa thể làm được. Cậu nhóc Tiêu Minh này giấu nghề quá ghê gớm rồi. Mọi người không cần sợ nữa, Linh Cẩu đã chết rồi, lúc nãy Tiêu Minh đã trả lời đúng điểm yếu thứ tư chính là ấn đường. Tuy nhiên nội dung này nằm trong môn học cao hơn nên các em chưa biết mà thôi, còn về Tiêu Minh lần này em làm rất tốt, cô sẽ thông báo lên ban giám hiệu để cộng điểm cho em. Trời ơi có nghe nhầm không vậy, giáo viên hắc ám như Liễu Như Ti không những khen mà còn đòi cộng điểm cho Tiêu Minh. Hôm nay mặt trời mọc ở đằng tây à, đám học sinh bàn tán, chỉ có Tiêu Minh là mỉm cười cảm ơn cô giáo xinh đẹp. Cả đám học sinh nam thì đang khoác lác về việc yếu như Tiêu Minh còn có thể giết được Linh Cẩu thì chắc chỉ do may mắn nghe được điểm yếu thứ tư mà thôi. Đổi lại là tôi cũng có thể giết được dị thú, một tên học sinh nói. Thôi đừng có mà xộn lào, lúc nãy ngay cả Thôi Cường còn sợ đến nỗi trốn sau lưng Tần Anh, cậu còn chưa mạnh bằng Thôi Cường mà còn khoác lác làm con mẹ gì. Nói mới nhớ không phải Thôi Cường đang theo đuổi Tần Anh sao, sau vụ này coi như bích cửa trước và cả cửa hậu rồi. Còn đám con gái đang thi nhau dụng chứng cho Tiêu Minh vì độ ngầu lòi của anh ta sau khi cứu mỹ nhân giết dị thú. Còn tên Thôi Cường lúc này đang giận run người vì quá mất mặt liền tiếp tục ảo tưởng sức mạnh, ai nói tôi sợ, lúc nãy chỉ là tôi đang tìm vị trí tốt để ra tay thôi. Chẳng qua Tiêu Minh giành mất thời cơ, mấy con Linh Cẩu này nhà tôi nuôi để canh cửa thôi. Có gì đâu mà sợ, ngay cả cái tên 10 khí huyết như Tiêu Minh còn giết được. Khí huyết của tôi đến 80 lận thì giết nó dễ như trở bàn tay thôi. Thôi Cường đứng chém gió mà cả lớp ai cũng có thể nhìn ra, nhìn lại dáng vẻ vừa rồi của cậu ta. Cứ đéo tin, xộn lào ít thôi bạn ơi, dù sao khoác lác cũng không phạm pháp, cứ để cậu ta nói cho vui miệng đi. Mẹ nó các cậu không tin đúng không, tôi bây giờ chứng minh cho các cậu xem. Chỉ là Linh Cẩu thôi mà có gì phải sợ chứ, nói rồi Thôi Minh kéo cái đặc cầu của mình đưa vào miệng Linh Cẩu. Ông cha ta nói không sai, chơi cái gì cũng ngu, chỉ có chơi ngu là giỏi. Đám con gái nhìn Thôi Cường rồi lắc đầu ngao ngán, chê nha. Còn cô giáo Liễu thì cũng đi đến kêu Thôi Cường đừng quậy nữa không cô cho ăn mấy roi à. Còn Tiêu Minh đang đứng xem kịch thầm nghĩ.
Tên nhóc này muốn kiếm chuyện với mình, vậy thì phải va một lần cho hắn nhớ đời mới được. Nói rồi Tiêu Minh lấy một hòn đá nhắm chuẩn mà ném vào đầu con linh cẩu. Đầu con linh cẩu rớt xuống đè lên Thôi Cường làm cho hắn sợ đái ra máu, miệng liên tục kêu lên linh cẩu chưa chết mọi người mau cứu tôi. Cả đám học sinh và cô giáo Liễu thấy thế cũng chỉ biết câm nín nhìn thằng ngu Thôi Cường, được rồi linh cẩu đã chết từ lâu rồi. Thôi Cường em mau về tắm rửa đi và sẵn thay cái quần khác luôn nha. Nhớ đem theo một cái để đội quần với mọi người cho đỡ quê nha anh hai, hôm nay đúng là mở mang tầm mắt. Lần đầu tiên trong học viện có học sinh sợ vãi cả ra quần, nói rồi cả lớp học sinh hùa nhau cười vô mặt Thôi Cường. Còn về Tiêu Minh thì sau màn kịch mà hắn làm ra còn đang hy vọng Thôi Cường sẽ không bị ám ảnh tâm lý. Sau giờ học đã thấy Thôi Cường cầm bó hoa đứng sẵn trước cổng trường mà chờ Tần Anh, hắn định xây dựng lại hình tượng bị mất lúc nãy trước nữ thần. Khi nữ thần bước ra hắn lập tức áp sát đối tượng, Tần Anh à chuyện linh cẩu lúc sáng lỗi là do mình. Cho mình xin lỗi nha, nghe nói ở quảng trường anh hùng mới mở tiệm bánh cà phê mới, hay là mình mời cậu đi ăn nhé, coi như mình chuộc lỗi, thấy tên ất ơ Thôi Cường làm cho Tần Anh hết nứng. Lời xin lỗi thì mình nhận còn hoa và bánh thì thôi mình xin phép từ chối nha. Vừa quay sang thì Tần Anh còn bắt gặp Tiêu Minh cũng đang ra về. Cô liền lấy lý do có việc bận mà đuổi khéo Thôi Cường, rồi nhanh chóng chạy theo Tiêu Minh. Tiêu Minh à chuyện lúc sáng cảm ơn cậu nhiều nha. Một chút nữa cậu có rảnh không? Nghe nói quảng trường anh hùng mới mở tiệm bánh mới, mình mời cậu ăn bánh thay lời cảm ơn nhé. Đù má lần nữa ép lại thấy ông cha ta có câu nói rất hay, đẹp trai khoai to không lo chết đói. Chỉ cần các bạn viewer FA đẹp trai khoai to thì gái cũng tự bu đến thôi. Chút nữa mình có việc rồi thôi để hôm khác nhé. Đù má thằng mê này số hưởng mà chê, cô bạn lớp trưởng nuột như vậy thì gặp S là S hút chắc rồi dễ gì mà từ chối, vậy khi nào cậu mới rảnh? Vậy chắc ngày mốt đến lúc đó rồi mình tính lại nha. Thôi Cường lúc này đứng phía sau nghe được hội thoại của Tiêu Minh và Tần Anh trong lòng cay không tả xiết. Tiêu Minh khi nãy vì cậu mà tôi mất hết mặt mũi, bây giờ cậu còn giành con hàng của tôi. Tuyệt đối tôi sẽ không cho cậu được yên, quãng trường anh hùng, 300 năm trước. Ngài Lực Vương và Long Quyền dẫn dắt đội võ giả đánh bại Phượng Hoàng Cửu Linh Hoàng Cực và phá hủy tháp Trích Viêm, một trong 9 tòa tháp hắc ám. Mới làm cho đám dị thú e dè và ngừng thế tiến công, nhân loại mới có thể biến nguy thành an mà tồn tại đến bây giờ. Ngài Lực Vương và Long Quyền chính là anh hùng của nhân loại chúng ta, nếu không có họ nhân loại e rằng đã diệt chủng lâu rồi. Chỉ tiếc là thời gian gần đây hai ngài ấy đều ở Thánh Đô tập trung tu luyện, chúng ta rất ít khi được diện kiến hai ngài ấy, phản bội đồng đội cướp giật công lao, những tên chết tiệt đó lại trở thành anh hùng của nhân loại, đúng là nực cười quá đi. Tiêu Minh, tôi thề rằng sẽ có một ngày tôi xé rách lớp ngụy trang của các ngươi, để mọi người thấy được bộ mặt thật sự của các ngươi là gì. Tiêu Minh ánh mắt như máu, sát khí đùng đùng, âm thầm mắng chửi những tên đồng đội trước kia của hắn. Mà lúc này Thôi Cường đã dắt theo đám thuộc hạ chuẩn bị úp sọt Tiêu Minh trong con hẻm vắng. Trong lúc Tiêu Minh mãi suy nghĩ về việc ở trong thành thị có rất ít dị thú để cắn giết mà thăng cấp, bỗng dưng đám thuộc hạ của Thôi Cường xuất hiện chắn ngang đường làm Tiêu Minh có chút bất ngờ. Này các người là ai, tôi không biết các người, các người đi ra đi. Ây dô Tiểu Minh, chẳng phải cậu đi ăn bánh với Tần Anh à, sao chỉ một mình cậu ở đây? Thôi Cường, cậu muốn kiếm chuyện với tôi sao? Hai con linh cẩu cộng 4 tên côn đồ chưa đặt võ giả hừng một phút. Tiêu Minh, hôm nay không phải vì cậu làm mất mặt tôi trước mọi người, hôm nay không xử lý cậu tôi sao có thể nguôi ngoai? Xử lý tôi, cậu nghĩ mấy tên ất ơ đầu đường xó chợ cậu tìm về có thể làm điều đó sao? Mẹ nó, cái tên có 10 điểm khí huyết như mày mà cũng dám mở miệng lên tiếng sao? Xông lên cho tao để cho nó biết sự lợi hại của nhóm linh cẩu chúng ta, nhóc con biết điều thì nằm yên cho chúng anh đánh đi. Ai biểu ngươi dám đụng đến người không nên đụng vào? Còn Thôi Cường đang đứng đằng xa cười te toét nói, Tiêu Minh, chẳng phải sáng nay cậu oai phong lắm sao? Hôm nay tôi sẽ cho cậu tàn phế luôn. Nhưng tiếc cho Thôi Cường, chỉ bằng vài đường cơ bản thì Tiêu Minh đã hạ gục đám đàn em của hắn, chỉ còn Thôi Cường cùng tên điều khiển linh cẩu chỉ biết thốt lên, cái định mệnh gì đây? Thôi Cường, tôi đã nói rồi, mấy tên phế phẩm này không xử được tôi đâu. Tiêu Minh, cậu đừng ở đó mà lên mặt, chuyện vẫn chưa xong đâu, mau thả linh cẩu ra xử cậu ấy cho tôi, có chuyện gì tôi tự chịu trách nhiệm. Này nhóc, nghe nói mày có thể giết linh cẩu bằng tay không à? Tao thật sự muốn biết mày quả thực có năng lực đó hay không. Nói rồi hắn thả giọng mõm của hai con linh cẩu ra, chúng nhanh chóng tiến về hướng Tiêu Minh. Ha ha ha, Tiêu Minh, tôi nói cho cậu biết, hai con linh cẩu này cấp bậc đều vượt xa con dùng để dạy trong lớp, hơn nữa đều đã được huấn luyện đặc biệt. Cậu biết điều thì mau quỳ xuống xin lỗi tôi đi, nếu chẳng may bị cắn nát củ khoai thì đừng có mà trách tôi độc ác. Tiêu Minh chỉ hừ lạnh một tiếng, tất cả linh cẩu trong mắt tôi chỉ có một dạng mà thôi. Vừa dứt lời chỉ thấy bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây, mỗi con linh cẩu Tiêu Minh cho một chỉ rồi nằm ọc máu mà chết. Một màn này lại làm cho Thôi Cường cùng tên dắt chó đứng hình, lại chỉ dùng một chiêu tất sát, mặt của Thôi Cường xanh như tàu lá đứng im nhìn Tiêu Minh. Còn về tên dắt chó cũng đang tự hỏi, tên này không phải võ giả sao có thể giết hai con linh cẩu hung dữ nhất của mình trong một chiêu chứ? Hách đêm à, lúc này bảng trạng thái của Tiêu Minh liền hiện lên thông báo. Ký chủ Tiêu Minh, khí huyết cộng 2 tổng 13. Tiêu Minh còn cười vui, đang ở trong thành thị không có chỗ farm quái tự dưng được cúng hai con, ta nói nó đã gì đâu. Còn Thôi Cường nhận ra mình không phải đối thủ của Tiêu Minh thì đang kiếm đường chim cút, thì bỗng từ sau gáy như có cô hồn hiện về nói, Thôi Cường cậu dùng hết chiêu trò rồi nhỉ, bây giờ tới lượt tôi, không để cho Thôi Cường kịp năn nỉ. Tiêu Minh bước đến vung cước vô vùng cách rốn một gan của Thôi Cường, làm cho hai cái trứng cút muốn chạy lên tới cuống họng. Vung chân đá bừa một cái cũng làm Thôi Cường bay lên trời cao, làm tên dắt chó sợ toát mồ hôi mẹ mồi hôi cha. Tiêu Minh quay sang tên dắt chó hỏi, nghe nói mày thuộc băng linh cẩu, vậy chắc chắn trong băng mày còn nhiều chó lắm đúng không? Thằng nhóc, băng linh cẩu chúng tao là băng nhóm lớn khu vực phía tây thành phố,
nhóm tao điều khiển rất nhiều linh cẩu, nếu mày dám đụng đến tao thì ấy ra. Chưa kịp nói hết câu thì Tiêu Minh thấy hắn nói nhiều quá, liền cho hắn một bạt tai sưng hết cả mặt, mau dắt tao đến hang chó của chúng mày. Nếu dám giở trò đừng trách tại sao tao lột ra róc xương mày nghe chưa, đúng là đứng trước sức mạnh tuyệt đối thì không có thế lực nào có thể ngăn chặn được Tiêu Minh. Vâng vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ dẫn cậu đến đó. Chuyển cảnh đến khu phía tây của thành phố, tên dắt chó đã dẫn Tiêu Minh đến trước cổng băng linh cầu. Hết chuyện của mày rồi, mày có thể cút, cậu đến đây muốn làm gì? Tao chỉ muốn nói chuyện với đại ca của tụi mày chút thôi, tiện hỏi luôn việc giết hết linh cầu. Lúc này bên trong xào huyệt của băng linh cầu, chỉ thấy một đám người đang bu xung quanh để xem trọi chó và cược tiền, miệng không ngừng thốt ra những lời hỏi thăm phụ huynh đối phương như đờ con mẹ mày, đờ thằng cha mày, vâng vâng và mây mây. Chỉ thấy một tên cao lớn đang ngồi núc điếu xì gà hỏi, lão tam dắt hai con linh cẩu đi đâu rồi? Một tên đàn em đứng phía sau đáp, thiếu gia nhà họ thôi nhờ dạy cho tên phế vật nào đó của học viện võ thuật một bài học nhớ đời. Hình như tên là Tiêu Minh nên tam ca dẫn người đi trợ giúp rồi ạ. Hừ, đối phó với một tên phế vật có cần đến hai con linh cẩu hay không? Lão tam đúng là càng ngày càng tệ. Bỗng dưng cửa chính bị ai đó đạp đỗ, cả đám người đang giật mình hỏi cái lề gì thốn, còn tên lão đại cũng đứng lên hỏi là ai đó. Tôi tên là Tiêu Minh, cho hỏi đại ca băng linh cẩu là vị nào? Tiêu Minh, cái tên này nghe quen vậy cả. Lão đại chính là tên nhóc mà tam ca dắt người đi xử lý đó ạ. Lúc này tên lão đại mới nhận ra nói, này nhóc, lão tam bắt cậu về đây xong đi đâu rồi? Tiêu Minh nhìn người trung niên có khuôn mặt bậm trợn nói, xem ra anh chính là lão đại của băng linh cẩu nhỉ. Mà hình như anh hiểu lầm tôi rồi, tôi không bị bắt là tôi tự tìm đến anh, chủ động tìm đến, cậu là có chuyện gì? Tôi đến giúp anh loại bỏ tai họa ngầm, nếu tôi nhớ không lầm thì trong thành phố cấm tự ý đấu thú thì phải, để tôi giúp anh giết sạch đám linh cẩu này. Vậy là các anh không còn rủi ro bị bắt nữa. Cả đám người cười một trận hả hê vì không biết ở đâu xuất hiện một thằng chạm dây nữa. Có người lên tiếng nói, đây là địa bàn của băng linh cẩu, ai dám tới bắt người hả? Thằng ngu này ngứa đòn đúng không? Mà tên này lấy đâu ra tự tin một mình có thể giết sạch đám linh cẩu vậy? Con mẹ nó đúng là làm trò cười cho ta. Chỉ thấy lão đại ra lệnh, người đâu đánh gãy chân nó xong vứt ra ngoài đường. Đám đàn em được lệnh mà cầm hung khí ùa đến định hội đồng Tiêu Minh. Tiêu Minh bị đánh gãy giò thì không có, chỉ thấy đám đàn em bị đá văng lên trời, làm cho tên đại ca cũng trố mắt kinh ngạc mà không hiểu cái quát đờ hợi gì đang diễn ra. Tôi đã nói rồi, tôi đến giải quyết vấn đề cho các anh, nếu các anh không muốn phối hợp thì đừng trách tôi không khách khí. Tao không hoa mắt chứ, thằng nhóc đó hạ gục đám người băng linh cầu chỉ với một chiêu sao? Nhìn đồng phục nó mặc thì nó còn là học sinh, sao lại có sức mạnh kinh khủng vậy? Lúc này tên lão đại biết mình đã bị đánh úp liền bắt đầu hành động. Nhóc con, ngươi cũng có chút bản lĩnh đó, nếu cậu đã muốn giết linh cầu đến thế tôi sẽ cho cậu được toại nguyện. Người đâu mở cửa chuồng thả chó, cắn chết mẹ nó cho ta. Lúc này đám linh cẩu được sổng chuồng điên cuồng mà nhào tới Tiêu Minh. Đám đông cho rằng Tiêu Minh chuyến này mày xong đời rồi, sao mà đỡ được. Ai có ngờ đâu Tiêu Minh chỉ cần dậm nhẹ chân một cái, bay lên đá xoáy một vòng mà hai con linh cẩu đã ngả ra chết. Y như Tiêu Minh bỏ tiền ra thuê diễn viên vậy. Con nào cũng một đòn là hết vai, đám đông lần nữa như đứng hình trước sức mạnh của Tiêu Minh. Ghê vậy, trời, chỉ dùng một chiêu mà knock out ngay và liền. Đỉnh đỉnh đỉnh, thằng nhóc này không lẽ là võ giả à? Hai con linh cẩu chết mất tiêu luôn, lần này e rằng Khải Đức độc nhãn không tha cho nó đâu. Đại ca làm sao bây giờ? Con miệng nó, mau thả hết tất cả linh cẩu trong lồng ra cho ta, ta muốn xem thử thằng nhóc này có thể giết được bao nhiêu con. Ad nghĩ lại, thêm một thằng chơi ngu rồi các bạn ạ. Kiểu này thế nào anh Minh cũng farm cho bằng hết thì thôi. Nhìn đám linh cẩu được thả ra, Tiêu Minh lắc lắc cần cổ một cái rồi nói, như vậy mới thú vị chứ. Chỉ thấy trong vòng 10 phút chỉ có thể nghe được tiếng chó kêu rú thảm thiết, cộng hưởng trong đó còn có mấy câu đại loại như đã cẩu bổng pháp cầm côn đánh chó vang lên. Một số con nhìn thấy cảnh đồng loại bị đồ sát chỉ biết cúp đuôi bỏ chạy, nhưng vẫn bị Tiêu Minh dí theo. Còn tên lão đại chỉ có thể đứng há hốc mồm tự hỏi tại sao có thể như thế. Lúc này bảng hệ thống của Tiêu Minh cũng hiện lên thông báo. Ký chủ Tiêu Minh, điểm khí tức cộng 86 tổng 99. Nhìn điểm khí tức tăng vùn vụt đem lại cho Tiêu Minh một cảm giác thật sảng khoái. Còn đám đàn em của băng linh cẩu cũng chỉ biết đứng như trời trồng. Một mình nó giết hết bao nhiêu đây linh cẩu ư? Về lờ vậy. Thằng nhóc đó có còn là học sinh bình thường không? Lão đại Khải Đức độc nhãn hôm nay gặp phải hàng dữ rồi. Tiêu Minh quay sang nhìn tên lão đại hỏi. Nhiêu đây đã hết rồi à? Tôi chỉ mới khởi động thôi đấy. Này anh đại ca, thả thêm vài con linh cẩu nữa đi. Khải Đức cay cú nói, thằng nhóc mày đừng lên mặt quá sớm. Cho dù không còn linh cẩu nhưng ông đây cũng có thể đánh gục mày đó. Lính đâu xông lên đập què giò thằng ôn con này cho tao. Nhưng sau tiếng quát của lão đại Khải Đức chỉ còn tiếng o o của con quạ bay ngang. Vì đám đàn em của hắn đã bỏ chạy mất dép từ lâu, sức bọn tôm tép còn chưa đánh nổi một con linh cẩu, thì làm sao dám chống đối với cao thủ trước mắt? Con miệng nó, ở đây ta ngày nào cũng cho các ngươi ăn uống chơi gái, mà đám khốn nạn các ngươi hôm nay dám phản bội ta. Ông đây sẽ, chưa kịp nói thì lão đại Khải Đức đã cảm thấy âm hàn như có cô hồn phía sau lưng mình. Này lão đại, tôi khuyên anh hãy lo cho mình trước đã, mày rốt cuộc muốn gì, sao hôm nay lại đến phá chén cơm của tao? Rất đơn giản, tôi chỉ muốn biết tại sao trong thành phố mà ông lại có nhiều linh cẩu như vậy, nguồn gốc đến từ đâu, còn có loại dị thú nào khác không? Tiêu Minh biết nếu có thể mua được linh cẩu thì chắc chắn sẽ có thể tìm được dị thú khác trong thành phố. Không ngừng chém giết dị thú mới có thể nâng cao thực lực. Mày đừng có nằm mơ, đây chính là vốn liếng để băng linh cẩu có được thế lực như bây giờ. Có chết tao cũng sẽ không nói ra. Chỉ thấy nghe được lời này, Tiêu Minh bẻ bẻ các khớp ngón tay vuốt yêu Khải Đức lão đại một lúc. Chỉ thấy sau đó đầu tóc tên lão đại rối mù,
mặt thì u lên mấy chỗ đang quỳ trước Tiêu Minh. À thì linh cẩu mua ở đấu trường Thiên Thực ở phía nam của thành phố. Nghe nói ở đó còn có những loài dị thú khác mạnh hơn nhiều, linh cẩu căn bản không đáng là gì nên tôi mới mua được với giá hời. Đấu trường Thiên Vực ư? Tiêu Minh nhớ lại đã từng nghe qua cái tên này rồi, vì kiếp trước anh ta cũng đến đó rèn luyện võ thuật. Nếu mình nhớ không lầm thì hình như kỷ lục chuỗi thắng ở đó cũng thuộc về mình thì phải. Tiêu Minh liền hỏi Khải Đức, khi nào đấu trường lại mở cửa, lão đại ở đó là ai? Đấu trường sẽ sớm mở cửa vào cuối tuần này, còn ông chủ là ai thì tôi không biết. Chỉ nghe nói lai lịch rất ghê gớm, được thế thì cuối tuần này anh dắt tôi đến tham quan đấu trường nhé. Nghe được sai khiến của Tiêu Minh, tên lão đại có chút hốt hoảng nói, tôi dắt cậu đến đó ư, sao không chịu à? Không phải, chỉ là đấu trường Thiên Thực chỉ dành riêng cho hội viên, dù là tôi cũng hơi khó. Thấy tên lão đại muốn ra điều kiện với mình, Tiêu Minh liền nói, có phải trước ngực anh có một vết thương đã hơn 10 năm, do hơi thở gió lốc của băng nguyên ưng gây ra đúng không? Bị nói trúng tim đen, tên lão đại vô cùng ngạc nhiên, làm sao cậu có thể biết được? Không chỉ biết, tôi còn có thể trị lành được thương thế cho anh, đi chuẩn bị 3 gam cho hạt gỗ, nửa gam tinh trùng thể cát, 6 gam tinh dịch bào tử nấm tím và một căn phòng sạch, tôi sẽ chế thuốc cho anh. Khoan đã, đây đều là những nguyên liệu cực kỳ quý giá, chỉ có dược tễ sư mới biết cách sử dụng. Không lẽ cậu là, tôi cho anh 5 phút sau chưa có tôi sẽ đổi ý. Nghe thấy sự tự tin của tên nhóc ác trước mặt, lão đại Khải Đức mừng như lụng được vàng, lập tức chạy đi chuẩn bị. Nên biết ở thế giới này dược tễ sư còn quý hiếm hơn cả võ giả, ai nấy cũng đều là khách quý của các thế lực lớn. Vì các dược tễ sư khả năng vô cùng thâm hậu môn, có thể điều chế ra các loại xuân dược có thể giúp người thường có thể mạnh như võ giả. Lão đại Khải Đức thầm nghĩ, nếu cậu ta là một dược tễ sư thế thì phải được tuyển vào hội dược tễ sư từ lâu rồi chứ, sao vẫn còn là một cậu học sinh. Nhưng nếu tên đó đúng thật là dược tễ sư thì ta đúng là sẽ được đổi vận, quen biết với một dược tễ sư sau này ta có thể tung hoành ở thành phố Không Hải rồi. Chỉ ít phút sau, lão đại Khải Đức đã tìm đủ nguyên liệu và dắt Tiêu Minh đến một căn phòng trống. Nhìn đống nguyên liệu, Khải Đức lên tiếng, đồ đã chuẩn bị đầy đủ cho cậu. Vậy thì, được rồi, để tôi ra tay chế thuốc cho anh. Ở kiếp trước, kể từ lúc chạm đến đỉnh cao của võ giả, mình đã rất ít khi luyện thuốc, hy vọng tay nghề của mình không bị thụt lùi. Chỉ thấy Tiêu Minh đập bàn một cái cho ngầu, làm đống chai chứa các nguyên liệu bay lên không trung. Rồi từ dưới chân Tiêu Minh xuất hiện một cái vòng sáng chứa đầy các văn tự cổ bao phủ lấy người cậu ấy. Đây chính là công thức phản ứng, biểu hiện đặc trưng cho dược tễ sư mới có thể lĩnh hội được. Trong chớp mắt, Tiêu Minh đã cho ngưng tụ thành thuốc và chuẩn bị xuất. Thấy chất lỏng màu trắng đục bay lơ lửng giữa không trung, lão đại Khải Đức liền hỏi, đại sư, đây chính là thuốc chữa lành vết thương cho tôi sao? Đúng thế, lâu quá không điều chế chỉ có thể làm ra loại thuốc cấp 3 thôi. Xem như hâm nóng tay nghề, nghe đến thuốc cấp 3, mồ hôi trên mặt Khải Đức chảy như tắm. Vì giá trị của thuốc cấp 3 trên thị trường phải là hơn 1.000 đồng vàng, cậu ta lại có thể điều chế ra nhanh như vậy. Thấy Khải Đức đang mất hồn, Tiêu Minh liền kêu Khải Đức mở miệng ra. Rồi Tiêu Minh điều khiển cho xuất trực tiếp vào miệng của lão đại Khải Đức, ý là xuất thuốc mới tinh luyện ra. Trong sáng lên nào các bạn trẻ ơi. Chỉ thấy sau khi nuốt lượng dược liệu mà Tiêu Minh chế tạo, Khải Đức liền cảm thấy cơ thể tràn ngập trong khoái cảm tột độ, sức lực dồi dào. Sau đó khuôn mặt không khỏi lộ ra nét mừng rỡ tột độ, tất cả thương thế của hắn đều đã được trị khỏi. Hắn vội vàng quỳ xuống cung kính trước Tiêu Minh, đại ơn đại đức của đại sư, Khải Đức không biết phải báo đáp sao cho được. Nguyện sau này vì đại sư lên núi đao xuống biển lửa. Được rồi, núi đao biển lửa không tới phần anh đâu, nhớ kỹ cuối tuần này dẫn tôi đến đấu trường Thiên Thực đó nhé. Đã rõ đại sư, bây giờ ngài định đi đâu tôi đưa ngài đi. Chuyển cảnh đến một con phố ẩm thực tại thành phố Không Hải. Một cô em gái tóc thắt bính đang đứng bán rú nướng, không là rú nướng. Cho bạn nào không biết thì rúi là một loài gặm nhấm giống như chuột nhé. Tiểu Nguyệt tan học lâu rồi sao anh con vẫn chưa về vậy? Một vị đại thúc lên tiếng hỏi. Con cũng không biết nữa, có lẽ gần đây anh ấy bận việc học. Một anh thanh niên đứng mua rú nướng liền lên tiếng châm chọc. Bận gì chớ, anh trai Tiêu Minh của em chỉ có 10 điểm khí huyết không thể nào trở thành võ giả được. Chắc lại đi kiếm quán nét nào ngồi lười biếng rồi. Tiểu Nguyệt, ngày nào em cũng cực khổ đứng bán xiên nướng kiếm tiền cho anh trai đi học ở học viện võ thuật, chi bằng kêu cậu ta về phụ giúp em cho em đỡ nắng cực như vậy. Cô em Tiểu Nguyệt nghe lời nói của anh khách hàng liền lập tức nổi giận. Sao anh nhiều lời thế, xiên thịt này không bán cho anh nữa. Bỗng từ phía sau có một anh trai đầu tóc HKT đẩy anh trai mua xiên nướng sang một bên, miệng thì quát cút ra rồi lại nhẹ nhàng quay sang Tiểu Nguyệt. Bé Tiểu Nguyệt ơi, đến hạn nộp tiền quầy của tháng này rồi đó. Gì cơ, lại nộp tiền quầy, chẳng phải đầu tháng mới nộp hay sao? Tiểu Nguyệt ngạc nhiên đáp. Thông thường một tháng phải nộp 3 lần tiền quầy. Trước kia thương tình anh của em muốn trở thành võ giả nên mới có ưu đãi đặc biệt cho em. Bây giờ anh của em vô dụng quá cho nên là anh phải quay lại thu như mọi người. Tôi không có nhiều tiền để đóng cho các anh, có thể cho tôi thêm vài ngày được không? Cũng hết cách rồi, bây giờ thời buổi kinh tế khó khăn, nếu như em không có tiền thì có thể lấy thân bù vào. Anh cũng miễn cưỡng chấp nhận. Đại thúc kế bên thấy vẻ mặt dâm dê đê tiện của tên thu tiền quầy thì lập tức lên tiếng. Tiểu Nguyệt, nếu con không có tiền ta có thể cho con mượn. Chỉ là hành động lo chuyện bao đồng của ông ta liền là cái gai trong mắt tên du côn. Hắn đá ông một cái rồi nói, cút đi ông già, ở đây không có chuyện của ông. Mọi người xung quanh nhìn thấy vậy cũng chỉ có thể đứng yên không dám hó hé, vì hắn là Triệu Nhị Cẩu đứng đầu băng nhị cẩu, là đàn em của băng linh cẩu của Khải Đức. Bé Tiểu Nguyệt ngoan ngoãn đi theo anh đi, theo anh được ăn ngon mặc đẹp, lẽ nào không sung sướng hơn vất vả đứng đây bán xiên nướng hay sao? Vì kinh tởm tên đầu gấu nên cô nhất quyết không chịu theo chứ, mà đẹp trai như S thì chắc em đã gật đầu từ sớm. Nhưng tên đầu gấu nhất quyết định bắt Tiểu Nguyệt đi, vừa giơ bàn tay chó lên thì một cái que xiên nướng được cường hóa Haki vũ trang bay tới, ghim cánh tay hắn vào bức tường phía sau. Tên đầu gấu liền gào lên đau đớn rồi vội gọi hai tên đàn em đến gỡ cái xiên ra cho hắn.
Tiêu Nguyệt sợ hãi quay đầu lại nhìn xem anh hùng nào lại mới ra tay thì ẻm nhìn thấy chính là anh trai Tiêu Minh. Hai tên đàn em nhìn to con mà mặt thì như hai thần đằng rút cây que ra mà cũng rút không được. Mọi người xung quanh thì đang bàn tán về việc Tiêu Minh có thể phóng cây xiên que mạnh đến mức vô lý như vậy, chẳng phải ngày xưa đến cái thùng nước 20 lít cậu bê còn không nổi hay sao. Cô bé Tiểu Nguyệt cũng đang quá sức bất ngờ trước sức mạnh của anh trai, còn tưởng anh mình đã trở thành võ giả. Còn Tiêu Minh vẫn đang tiếp tục diễn nét ngầu lòi nói tên nào dám ức hiếp em gái của anh va chạm tới chết với tụi nó. Tưởng rằng em gái đang định cảm ơn nhưng cô em Tiểu Nguyệt liền nói: "Có phải anh đã trở thành võ giả rồi không? Lại đây cho em sờ chút nào, coi thử võ giả khác người bình thường như thế nào nào." "Nè đừng kích động quá, anh của em vẫn chưa trở thành võ giả đâu." Lúc này tên đầu gấu đã xử lý xong cái que liền quay sang định cho Tiêu Minh một bài học. Nhưng mà ép thấy tội cho khứa đầu gấu này quá, anh men tới băng trùng còn mới solo xong, giờ băng cóc còn lại muốn lên mặt dạy đời, chia buồn cùng anh bạn fan HKT. "Nhóc con hôm nay không dạy dỗ mày, mày sẽ không biết trời cao đất dài như thế nào đâu." Tiêu Nguyệt nghe được anh mình chưa trở thành võ giả định kéo anh mình rời đi. Vì cô biết bây giờ mà kêu anh chấp 3 chấp 4 thì hơi khó. "Anh à mau chạy đi, anh chưa phải là đối thủ của chúng đâu, mau chặn đường chúng lại cho ta." Hai tên đàn em nhanh chóng áp sát bao vây đối tượng tình nghi, còn tên đầu gấu nhị cẩu đã móc từ trong quần ra một con dao tẩm độc nói: "Nhóc con lúc nãy ngươi khoan ta một lỗ, bây giờ tao khoan lại vài lỗ trên người mày xem mày còn ra vẻ được không." Tiêu Nguyệt thấy vậy liền tốc biến hộ thể tới trước anh trai. "Dừng tay, tôi sẽ chấp nhận đi theo mấy người, hãy tha cho anh tôi đi." Tên đầu gấu thấy vậy liền nói: "Tiểu Nguyệt thật là hiểu chuyện, chỉ cần em đi theo anh thì anh sẽ không giết anh trai em nhanh vậy đâu. Anh sẽ trói hắn lại rồi để hắn ngồi ở góc phòng nhìn anh và em thực hiện quá trình tạo ra baby." Kịch bản thằng đầu gấu nói quen quen. Sao giống như kịch bản của mấy bộ phim tình cảm Nhật Bản S hay coi mỗi tối quá ta. Nói rồi hắn đưa con dao lên lưỡi liếm một cái để tăng phần nguy hiểm mà quên mất nó có độc. Thấy hắn chơi ngu, Tiêu Minh lập tức đưa tay ra cứu hắn. Mà lỡ giơ tay hơi mạnh làm mặt tên đầu gấu biến dạng nhẹ rồi bay thẳng ra sau. Hai tên đàn em thấy vậy tự dưng rén ngang không biết làm gì. Tiêu Minh cun ngầu quát: "Muốn ức hiếp em gái ta, các ngươi chưa có cửa." Tiêu Nguyệt thấy anh mình bộc phá sức mạnh lần nữa khó hiểu hỏi: "Ủa alo, nãy anh nói anh chưa phải võ giả mà đánh người ta thấy ghê vậy?" Tiêu Minh quay sang em gái nói: "Ừ thì anh chưa phải võ giả còn thiếu chút xíu nữa. Xin lỗi Tiểu Nguyệt, trước đây đã bắt em gánh vác nhiều rồi, chuyện sau này cứ để anh lo." Tiêu Nguyệt nước mắt lưng tròng nhẹ nhàng đáp trả một tiếng: "Vâng, a thằng nhóc ác này dám đánh hỏng gương mặt đẹp trai của tao. Người đâu lột ra nó cho tao." Lúc này hai tên đàn em to cao trên đầu có tha thu hình con lãi lập tức tiến tới định tác động vật lý Tiêu Minh. Nhưng mỗi thằng cũng chỉ chịu được một đấm rồi lăn ra thở hấp hối, làm tên đầu gấu con mắt muốn lòi ra ngoài nói đủ má dẫn hoài ní. Xử xong hai tên đàn em, Tiêu Minh vác khuôn mặt cô hồn các đãng của hắn đi về phía tên cầm đầu, tiếp theo là tới lượt anh. Nhìn ánh mắt chết chóc của Tiêu Minh, tên đầu gấu nói: "Nhóc con mày đừng có mà làm càng, tao là đệ của đệ nhất băng đảng phía Tây Băng Linh Xeom, à nhầm Băng Linh Cẩu. Mày mà dám đụng đến tao thì Khải Đức đại ca của Băng Linh Cẩu sẽ không để yên cho mày đâu." Tiểu Nguyệt và mọi người nghe nhắc đến tên của Băng Linh Cẩu liền ra sức ngăn cản Tiêu Minh vì họ biết đó là băng đảng lớn không nên đụng tới, còn Tiêu Minh lại mở miệng hỏi tên đầu gấu: "Anh nói đại ca của anh tên là Khải Đức, sao nào nghe đến tên của đại ca tao mày đã hối hận rồi chứ gì, đã quá muộn rồi nhóc ác mày phải trả giá." Chỉ thấy lúc này Khải Đức cũng đã đi đến, trên tay cầm đủ thứ nào là bánh tráng trộn xoài lắc trà sữa, miệng thì cung kính nói: "Đại sư Tiêu Minh, những món ăn vặt đặc sắc nhất của con phố này tôi đều mua hết cho ngài rồi, ngài xem còn thiếu gì nữa không để tôi đi mua thêm." Nhìn khung cảnh trước mắt, tên đầu gấu đang há hốc mồm tự hỏi đại ca Khải Đức uy phong của hắn đang làm cái lề gì thốn. Còn mọi người xung quanh thì đang cố nhận diện xem hắn có phải là Khải Đức hay không do thái độ của hắn đối với Tiêu Minh quá khác thường. "Đại sư Tiêu Minh, ngài là đang làm gì thế?" "À không có gì, có kẻ đần độn muốn bắt nạt em gái tôi. Tôi đang định cho hắn về đoàn tụ sớm với tổ tiên thôi." "Cái gì, có người dám bắt nạt em gái của đại sư? Tên đó ăn gan hùm rồi phải không? Đại sư Tiêu Minh, người không cần phải ra tay. Cái bọn ngu xuẩn này cứ để ta tránh làm dơ đôi tay ngọc ngà này của người. Tôi sẽ khiến hắn thấy hối hận vì đã đầu thai kiếp này." "Mà khứa này nịnh dẻo thiệt chứ, thế cũng được, nhưng lúc nãy tên khốn đó nói với tôi, hắn có một vị đại ca tên là Khải Đức chống lưng cho hắn." Nghe được câu nói của Tiêu Minh, Khải Đức quay xe còn nhanh hơn anh Hải, rồi tỏ ra ngây thơ vô số tội. "Hả, gì, tôi có biết gì đâu, đại sư Tiêu nghe tôi giải thích cái đã." Tên đầu gấu chưa biết được mối quan hệ của Tiêu Minh và Khải Đức, vội vàng chạy lại định mượn oai. "Khải Đức đại ca, em là Trần Nhị Cẩu của Băng Nhị Cẩu đây, mùa đông năm rồi em còn tặng cho đại ca một cái áo choàng lông chồn nữa đó. Mấy năm nay em vẫn luôn tận tụy giúp anh quản lý phố Sao Băng. Tuy không có công cũng có sức, cầu xin anh cho em một cơ hội, sau này em sẽ nộp tiền phí gấp đôi cho anh." Ngoài miệng thì cầu xin thảm thiết, còn trong lòng hắn thì đang thầm nghĩ, chỉ cần vượt qua hôm nay sau này hắn sẽ tiếp tục bòn rút tụi dân đen mà nộp lên, không ảnh hưởng gì tới hắn. Còn các đại thẩm đại thúc mở hàng quán khi nghe nói nộp phí gấp đôi thì đang không biết cuộc sống sau này ra sao. Lúc này tên đầu gấu đang rất tự mãn với ý nghĩ của mình, ngước lên hỏi Khải Đức đại ca, thì một lần nữa bàn tay Khải Đức định nựng yêu hắn nhưng vô tình vung tay hơi mạnh, làm hắn biến dạng luôn bên mặt bên kia. Chưa dừng lại ở đó, Khải Đức còn lao theo tẩm quất vật lý cho hắn thêm một hiệp. Đến khi thấy tên đầu gấu sụi lơ cây cơ thì Khải Đức vẻ mặt hối lỗi quay sang nhìn người dân rồi nói: "Xin lỗi mọi người, là do tôi quản lý không nghiêm làm ảnh hưởng đến mọi người. Để bày tỏ thành ý, Khải Đức tôi xin tuyên bố từ nay về sau sẽ không còn thu tiền quầy ở con phố này nữa." Mọi người nghe thấy vậy thì vô cùng vui sướng, có người còn hét lên ồ re, có thể để dành tiền đi Thái làm con gái rồi.
Nhận ra ân điển này là đến từ Tiêu Minh, mọi người liền đồng thanh hô vang tên anh ấy. Tiêu Nguyệt cũng nhìn Tiêu Minh với ánh mắt đầy hãnh diện và tự hào. Tối hôm đó, bên ngoài trang viên của Tần gia, Tần Chính là cha của lớp trưởng xinh đẹp Tần Anh đang hỏi thăm con gái rượu về buổi học thực hành dị thú. Sao rồi, có gì làm con thấy sợ không? Cha coi thường con quá rồi đó, có gì mà phải sợ? Cô ấm úng nói dối vì sợ khi nói ra sự thật sẽ làm cha cô lo lắng. Con dị thú đó chỉ là cấp thấp nhất, những con mà cha dắt con đi xem ở đấu trường thiên thực mới đáng sợ. Thế à, Tiểu Anh, nhà chúng ta thật là giỏi. À, trễ rồi, con phải đến hội dược tễ để học tiếp, cha ơi con đi trước nhé. Nói rồi cô chào tạm biệt cha và rời đi. Con gái vừa đi khỏi, Tần Chính liền gọi thuộc hạ của mình là Tần Nhất hiện thân. Đã điều tra ra nguyên nhân linh cẩu sổng trùng hay chưa? Thưa chủ nhân, sau khi điều tra phát hiện có kẻ đã tiêm thuốc cuồng bạo vào cơ thể con linh cẩu trong tiết học của tiểu thư, Tần Nhất cung kính đáp. Thuốc cuồng bạo ư? Là kẻ nào dám? Dạ vẫn chưa tìm ra được, nhưng mà hung thủ còn cố tình để lộ chút dấu vết. Thuộc hạ cho rằng chúng là muốn đưa lời đe dọa đến người, đe dọa ta mau điều tra cho rõ xem kẻ nào dám đụng đến con gái của ta. Ta sẽ cho hắn phải trả giá. Tần Nhất nhận lệnh rồi te le rời đi, đúng như đã hẹn. Cuối tuần đó, Khải Đức đã dắt Tiêu Minh đến đấu trường thiên thực. Đấu trường này là nơi so tài giữa dị thú và các chiến binh. Hình thức solo đến chết, lúc này trên võ đài đang là một chiến sĩ mặc áo giáp cầm tấm khiên ta nói nhìn phèn ỉa. Còn bên kia là một con độc giác quỷ hổ vô cùng hung hăng. Khải Đức cũng giới thiệu cho Tiêu Minh biết các người có thể bước vào đây đều có thế lực không nhỏ. Nhìn đám người hò reo cổ vũ mà Tiêu Minh cảm thấy nhàm chán. 300 năm trước dị thú và con người là kẻ thù không đội trời chung, vậy mà bây giờ dị thú lại đem coi là trò tiêu khiển. Không biết đây là tiến bộ hay thụt lùi đây. Lúc này đám đông đang hò hét kêu gào cuộc chiến của dị thú và con người, chỉ thấy con độc giác quỷ hổ lao tới một cái, đã cào nát được tấm khiên phèn ỉa của người dũng sĩ, đồng thời đẩy anh ta văng vào tường rồi nằm dài ra chết một cách tức tưởi. Game là rể cho dị thú. Lúc này con quỷ hổ ngước mặt lên và gầm lớn như kêu gọi đối thủ tiếp theo. Bà mẹ lại thua nữa rồi, 100 đồng bạc của tao. Khải Đức thua cược cay cú nói. Khải Đức có yêu cầu hoặc giới hạn gì cho người tham gia hay không? Khải Đức liếc sang nhìn Tiêu Minh rồi nói, à không có, chỉ cần người muốn tham gia trực tiếp tiến vào sân là được. Thế thì tốt, vậy tôi sẽ xuống dưới đó, anh giúp tôi cược 10.000 đồng cho tôi thắng nhé. Ha ha, giết con quỷ hổ này khí huyết của mình chắc chắn sẽ vượt lên cột mốc 100. Nghĩ rồi Tiêu Minh nhảy thẳng xuống khu vực võ đài. Khải Đức lúc này xanh mặt nhưng không còn ngăn cản kịp nữa rồi. Á đủ đại sư Tiêu đừng mà. Ngài là dược tễ sư tôn quý, làm sao có thể xuống đó đấu với bọn dị thú cơ chứ? Còn lúc này trên khu VIP, lớp trưởng Tần với tâm hồn to đẹp đang thấy chán nản vì cô ta cũng vừa thua cược 1.000 đồng bạc, thầm than thân trách phận nào là ngã ở đâu gấp đôi ở đó, hay người không chơi mới là người thắng. Đang phân vân có nên tiếp tục hay không thì cha cô bước vào an ủi con gái rượu. Chỉ 1.000 đồng bạc thôi mà, này cầm lấy đi con, ở đây có 100 đồng vàng tương đương 10.000 đồng bạc, con cầm lấy mà chơi thoải mái. Nhà mình không có gì ngoài điều kiện hết con. Hôm nay Tần Chính đến đấu trường vốn là muốn thăm dò xem kẻ chủ mưu là ai. Không ngờ Tần Anh lại muốn đi theo, nên thôi để lần vậy. Tiểu Anh này, cha nghe nói gần đây có rất thân với một cậu nhóc tên Tiêu Minh, có phải như vậy không? Bị phụ huynh hỏi về cờ rút, Tần Anh đỏ mặt ấp úng nói, đâu có đâu cha, lúc trước Tiêu Minh có giúp đỡ con nên con mới có chút cảm tình thôi. Ha ha, người ta giúp thì tất nhiên con phải cảm ơn. Nhưng ta nghe nói Tiêu Minh đó chỉ có 10 điểm khí huyết, chắc hắn rất khó để trở thành võ giả. Vậy đi, vừa hay nhà chúng ta vừa mở một cái nhà máy mới ở phía nam thành phố. Có thể sắp xếp cho cậu ấy vào đó làm trưởng nhóm, đảm bảo cậu ấy có thể ấm no cả đời. Thấy vẻ mặt khó coi của con gái, Tần Chính tiếp tục nói, Tiểu Anh à, trong thời đại cá lớn nuốt cá bé này, nếu không thể trở thành võ giả thì cả đời cũng không làm nên tích sự gì. Thế nên có một số mối quan hệ con hãy nên quên đi, cha chỉ là muốn tốt cho con. Còn dưới khán đài, khán giả đang vô cùng kinh ngạc khi tên học sinh mặt búng ra sữa đó lại có thể giết chết được độc giác quỷ hổ, còn hệ thống của Tiêu Minh thì hiện lên thông báo. Ký chủ Tiêu Minh, điểm khí huyết cộng 10, tổng 109, Tiêu Minh đắc chí đạp trên xác con hổ, thầm nghĩ, không ngờ lại được cộng tới 10 điểm. Như vậy rốt cuộc ta cũng đã đột phá được cảnh giới võ giả rồi, cha ơi nhìn kìa, đó chính là Tiêu Minh. Tiêu Minh có thể hạ gục độc giác quỷ hổ, Tần Anh phát hiện cờ rút đang tạo nên kỳ tích nên hò reo vui mừng. Cha ơi, độc giác quỷ hổ là dị thú cấp binh lận đấy. Tiêu Minh có thể hạ gục nó nghĩa là cậu ấy có sức mạnh của võ giả đúng không cha? Ông cha không thể tin vào mắt mình, chỉ có thể lắp bắp trả lời Tần Anh. Chuyện này nói chung chắc là như vậy, nhưng độc giác quỷ hổ chỉ là dị thú cấp binh một sao, chỉ tương đương sức mạnh với võ giả sơ cấp. Hơn nữa nó đã liên tục chiến đấu nhiều trận, chắc không còn đủ thể lực nên mới bị Tiêu Minh gạ gục như thế thôi. Nghe thấy vậy Tiêu Anh bướng bỉnh đáp, cha đừng đánh giá thấp Tiêu Minh như thế, hạ được chính là hạ được. Tần Chính nhẹ nhàng khuyên nhủ con gái, con nghĩ đi, Tiêu Minh thời gian trước chỉ có 10 điểm khí huyết sao có thể trở thành võ giả nhanh như thế được? Chắc chắn cậu ta sử dụng mưu kế gì đó thôi. Còn ở một gian phòng VIP khác, có một lão béo đầu chọc đang ngồi ăn bíp xì tách thì được cô thư ký vó tu thông báo rằng có người đã hạ gục được quỷ hổ và vẫn muốn tiếp tục chiến đấu. Ông ta cho rằng hắn lại là một tên đến gây sự nên ra lệnh cho cô thư ký vó tu đi xử lý hắn. Trở lại khán đài, lão chuột Đức Khải chạy đến hô lớn chúc mừng đại sư Tiêu, chỉ dùng một đám mà có thể giết được quỷ hổ. Tiêu Minh liền quay sang đòi tiền thắng cược. Lúc này lão Khải Đức nói, do lúc nãy lo cho Tiêu đại sư quá nên ta đã quên đi đặt cược. Tiêu Minh thừa biết do tên này không tin tưởng mình thắng nên mới không đặt cược, đang định ra tay nựng yêu tên này một trận. Lão Khải Đức nhanh bật tốc hành mà chạy đi, miệng nói sẽ ôn in gia tài của mình vào trận thắng tiếp theo của Tiêu đại sư. Trận đấu tiếp theo của Tiêu Minh là một con song vĩ linh mao. Theo lời giải thích của Tần Chính thì song vĩ linh mao chính là dị thú cấp binh 2 sao.
Tiêu Minh muốn ứng chiến chính là tự tìm chết, còn Tần Anh cứ một mực tin tưởng vào củ khoai lang 20cm của cuộc đời mình sẽ giành được chiến thắng. Và đúng như Tần Anh nghĩ, chỉ bằng một chiêu, Tiêu Minh đã có thể quật ngã con song vĩ linh mao xuống sàn đấu, làm nó bị mất khả năng chiến đấu. Trận này Tiêu Minh tiếp tục chiến thắng, còn Tần Chính tiếp tục tìm lý do cho chiến thắng của Tiêu Minh, rằng con song vĩ linh mao này bị nhốt lâu quá nên bị mất khả năng tấn công rồi, không tính. Trận tiếp theo là một con tam nhãn đấu ngư dị thú cấp binh 3 sao. Lực công kích của nó có thể hất tung cả chiến xa bọc thép, Tiêu Minh nên biết dừng lại trước khi quá muộn, Tần Chính nói. Còn Tần Anh tiếp tục cà khịa cha mình, không phải lúc nãy cha cũng nói như vậy sao, kết quả Tần Minh vẫn thắng. Cha không tin với kinh nghiệm của cha có thể đoán sai đến 2 lần, chỉ là vừa nói dứt câu thì có một cục gì to to bay thẳng lên đụng vào tường chắn của đấu trường. Đó chính là xác của con tam nhãn đấu ngưu. Tiêu Minh chỉ dùng mấy đòn là đã có thể hạ gục được nó. Tiêu Anh thấy củ khoai lang của mình tỏa sáng thì liên tục hò hét vui sướng. Còn Tần Chính đang không ngừng tuông ra những câu như hack game, what the fuck, cái lẻ gì thốn. Tao muốn gì bọt cái thằng phá game. Tần Anh lại chăm chọc hỏi cha còn gì muốn giải thích không. Giải thích hộ con cái, chỉ có thể do Tiêu Minh mạnh mẽ mà thôi, ha ha ha. Con mẻ mê thằng chả dữ rồi mấy bạn ơi. Những chưa kịp vui mừng, Tần Chính cảm nhận được gì đó liền bảo Tần Anh nhìn xuống đấu trường. Thì ra đối thủ tiếp theo của Tiêu Minh đã là một con dị thú cấp binh 6 sao Thiết Tí Tinh Tinh. Đấu trường định làm gì vậy, định cho dị thú ra giết người à? Sao lại cho dị thú mạnh như vậy ta sân? Lúc này Tần Anh gương mặt đã trực chờ nước mắt, cha có thể cứu Tiêu Minh hay không? Cho dù là võ giả lão luyện cũng không dám giao chiến trực tiếp với dị thú cấp binh 6 sao. Huống hồ gì Tiêu Minh chắc vừa trở thành võ giả thôi. Tần Chính nhớ lại ơn cứu mạng Tần Anh của Tiêu Minh nên đã chấp nhận lời thỉnh cầu của con gái. Người đâu nhờ cô nói với quản lý đấu trường một tiếng có thể dừng trận đấu này lại được không? Người trong sàn đấu là hậu bối của Tần gia. Thông tin lập tức được truyền tới lão đầu chọc. Hừm, Tần Chính đến rồi à? Xem ra con linh cẩu lần trước vẫn chưa làm cho hắn sáng mắt ra. Đờ mờ lại dám đến chỗ làm ăn của ta mà ra lệnh cho ta. Hắn là cái thá gì? Mau đến tầng 13 của di thú ngục mang dị thú lữ hành thanh oa ra đây. Hơn nữa truyền lời cho Tần Chính rằng ta từ chối yêu cầu của hắn và nói với hắn vài lời. Cô thư ký vó tu nhận mệnh lệnh từ lão chọc, rồi sang truyền lại cho Tần Chính. Thật ngại quá thưa ngài Tần. Theo như quy định, khi đấu sĩ đã bước vào sàn đấu thì trận đấu không thể dừng lại. Hơn nữa vẫn còn rất nhiều khán giả đang theo dõi trận đấu này. Nếu họ biết ngài Tần đây nhúng tay vào thì cũng không hay cho lắm. Thấy cô thư ký vó tu nói cũng có lý, Tần Chính thở dài quay sang an ủi Tần Anh nói, thực sự cha cũng đã tận lòng, coi như cậu ấy quá nhỏ đi. Hy vọng cậu ấy có thể tự mình thoát ra được. Ngài Tần thân mến, quản lý của tôi còn có đôi lời muốn nhắn cho ngài. Tần Chính, nếu ông vẫn không đồng ý với yêu cầu của nhị đương gia, sau này không đơn giản chỉ là một con linh cẩu cuồng bạo sổng chuồng thôi đâu. Nghe được lời nói như sấm đánh bên tai, Tần Chính vô cùng tức giận khi biết suy luận của mình là đúng. Người lúc trước ra tay với Tần Anh chính là Atwood, nhị đương gia của đấu trường thiên thực. Tên khốn khiếp đó, ta nhất định sẽ không tha cho hắn. Thấy con gái hỏi thăm thái độ của mình, Tần Chính lấy lý do hôm nay hơi mệt nên xem xong trận này sẽ lập tức trở về nhà. Nhưng trong lòng ông đang suy nghĩ cách để tăng cường bảo vệ cho con gái rượu nhà mình, quay lại khu đặt cược. Lúc này cả đám đàn em đang cố ngăn cản Khải Đức xuống xác 10.000 đồng bạc cược cho Tiêu Minh, mẹ nó để ta chơi khô máu với nó. Tỷ lệ đặt cược đang là 1:100, có chí làm quan có gan làm giàu, sau 4 giờ 30 phút chưa biết ai giàu hơn ai đâu. Được ăn cả ngã về cạp đất mà ăn, nói rồi ông quẹt thẻ cái rột cược cho nhân loại chiến thắng, còn mọi người xung quanh cũng đứng xem Khải Đức diễn hề. Họ cười ẻ nói rằng tên học sinh đó làm sao có thể thắng được Thiết Tí Tinh Tinh mà còn cược cho hắn, Khải Đức chắc bị thần kinh rồi. Trở lại võ đài, con dị thú vẫn đang tấn công Tiêu Minh dồn dập. Mặc dù thể hình to lớn nhưng tốc độ của nó là rất nhanh làm cho Tiêu Minh vất vả né tránh, nhưng né hoài cũng bị con Tinh Tinh tát yêu cho một cái làm Tiêu Minh văng ra xa. Quả thực sử dụng cơ thể mới này đối phó với Thiết Tí Tinh Tinh mà không sử dụng kỹ năng thì có hơi khó đối phó. Giả lại từ lúc trở thành võ giả đến giờ ta vẫn chưa sử dụng kỹ năng. Vậy thì thử với con Tinh Tinh này xem sao. Lúc này Tiêu Minh mới xuất ra Haki Bá Vương, làm bên tay anh xuất hiện mấy tia sét màu đỏ, kèm theo kéo đến một thanh đao nhìn rất là củ chuối. Còn khán giả trên khán đài thì đang tiếc thay cho Tiêu Minh, vì bây giờ có sử dụng vũ khí cũng đã là quá muộn, cậu ta thắng được vài ván thì nên tự động rút lui, không nên gây sự với đấu trường thiên thực. Lần này họ quyết tâm hạ sát cậu ấy rồi. Tần Chính khuyên con gái không nên xem nữa vì chắc chắn Tiêu Minh sẽ thua. Nếu may mắn hơn thì có thể giữ được cái mạng nhưng e rằng cũng sẽ tàn phế suốt đời. Tần Anh thấy củ khoai cũng mình sắp bị đánh bầm dập thì định nhảy xuống đấu trường nhưng Tần Chính kịp cản lại. Lúc này dưới đấu trường, con Thiết Tí Tinh Tinh gầm lên một tiếng rồi nhảy lên cao lao về Tiêu Minh. Khán giả trên khán đài thì hò reo cổ vũ cho con dị thú vì họ đều cược Tiêu Minh thua cuộc. Còn Tiêu Minh thì đứng im gồng cơ đít hít cơ mông, lựa thời điểm thích hợp để ra tay kết liễu con dị thú. Chỉ là lúc này trên cây đao của Tiêu Minh đã được bọc một tầng quang điện nhàn nhạt, có thể thấy các tia sét tỏ ra xung quanh. Tần Chính lúc này chỉ có thể lấy tay che mắt con gái, tránh cho con gái thấy cảnh tượng quá bi thương. Khi con Tinh Tinh vào đủ tầm tấn công, Tiêu Minh vung ra một lôi đao chạm, một đường chạm hoàn hảo con mẹ nó từ khe đít đến đỉnh đầu, chia con Tinh Tinh ra làm hai nữa, rồi rớt xuống đấu trường chết chỉ trong một chiêu. Cả đấu trường im phăng phắc rồi rộ lên những tiếng bàn tán thầm thì, ôi trời, một nhát chém chết Thiết Tí Tinh Tinh đây chắc chắn là một kẻ giả chưa ăn thịt hổ chính hiệu rồi. Tần Chính cũng không tin được vào mắt mình mà hét lên, một nhát chém ư, chuyện này sao có thể xảy ra được. Còn Tần Anh vẫn đang thắc mắc một nhát gì và tình hình hiện tại của Tiêu Minh ra sao. Nhìn xuống kháng đài thấy Tiêu Minh vẫn còn sống, nhưng vì bị cha che mắt nên Tần Anh nghĩ là có người ra tay giúp Tiêu Minh.
nên cô quay lại hỏi lúc nãy là ai ra tay giúp Tiêu Minh vậy cha. Tần Chính lạnh người đáp, không ai cả, chính cậu ấy giết chết Thiết Tí Tinh Tinh, không hổ danh là quái vật cấp binh. Chỉ có 3 con dị thú đã giúp Tiêu Minh farm kha khá điểm. Bảng hệ thống thông báo, ký chủ Tiêu Minh điểm khí huyết cộng 124, tổng 233. Tiêu Minh cười đắc ý cũng không tệ lắm. Còn trên khán đài, Khải Đức cùng mấy tên đàn em đang ăn mừng một cách thái quá, làm cho Tiêu Minh cũng cảm thấy quê quá. Anh hai ơi, đến khu nhận thưởng của đấu trường. Lúc này Khải Đức đang giao ai với cô em gái Lễ Tân nói, cái gì cơ, cả khán đài mà chỉ có mình tôi thắng thưởng à? Thật là ngại hết sức, ai bảo bọn họ không tin tưởng vào đại sư Tiêu Minh của chúng tôi chứ. Còn Tiêu Minh thầm nghĩ lần này kiếm được không ít, có thể cho em gái đỡ vất vả chịu nắng cực rồi. Bỗng nghe có người gọi tên mình, quay lại thì thấy lớp trưởng Tần Anh xinh đẹp đang đi về phía mình, lập tức hỏi, Tần Anh sao cậu lại ở đây? Tần Anh thẹn thùng đáp, lúc nãy mình ở trên lầu xem cậu chiến đấu. Cậu tài thật đó, nhìn con mẹ bây giờ còn thiếu nước cởi đồ ra dâng cho Tiêu Minh hút thôi, chứ chứng là mẹ dụng hết từ lâu rồi. Nghe xong câu khen, cái thanh niên FA Tiêu Minh cảm ơn lại một câu, xong cả hai đứng nhìn nhau mà không biết nói gì thêm. Đúng những khoảnh khắc thẹn thùng này chỉ cần nở một nụ cười tự tin, ai nhè hai cô cậu im du luôn mà. Nghe cha kêu mình làm Tần Anh bừng tỉnh, đang định quay đi thì cô nhớ ra rồi bước lại trước mặt Tiêu Minh. Tiêu Minh, ngày 5 tháng sau là sinh nhật của mình, mình muốn mời cậu tham gia buổi tiệc đó có được không? Chẳng cần một giây suy nghĩ, thanh niên này đồng ý ngay lập tức. Được thôi, nếu không có chuyện gì quá quan trọng thì mình sẽ tham gia. Nghe thấy thế, Tần Anh rất vui mừng đi về với cha mình. Thấy biểu hiện của Tần Anh, thanh niên số hưởng Tiêu Minh còn đang nghĩ không lẽ con bé này nó thích mình sao ta. Bỗng có một con ếch trên trán có một ngôi sao 6 cánh kỳ lạ nhảy đến trước mặt Tần Anh làm cô giật mình. Ơ, con ếch kỳ diệu này ở đâu ra vậy, trông cũng dễ thương ghê. Để ta thu phục mi. Chợt Tiêu Minh hoảng hốt lao đến cản cô lại, chỉ vừa kịp nắm lấy tay Tần Anh thì con ếch đã phát ra hào quang rực rỡ bao lấy cả hai người. Chỉ biết sau khi ánh sáng biến mất, cả hai người không còn thấy đâu. Tần Chính thấy con gái biến mất ngay trước mặt mình thì vô cùng hốt hoảng. Lão chuột Khải Đức mới lấy được tiền quay sang định khoe với Tiêu Minh thì giờ còn đúng cái nịt. Ngay sau đó tiếng loa cảnh báo của đấu trường cũng vang lên, thông báo khẩn cấp, lữ hành Thanh Oa đã trốn thoát khỏi địa ngục thú. Dị thú này có khả năng dịch chuyển ngàn dặm, 80% bãi đáp sẽ không ở khu an giới, mọi người mau nhanh chóng sơ tán. Lúc này tại rừng Hoàn Hôn, một cổng không gian được mở ra, ói ra hai con người là Tiêu Minh cùng Tần Anh. Tiêu Minh cầm con ếch trong tay bóp nó muốn lòi phèo hỏi, át chết tiệt, ngươi dịch chuyển chúng ta đến chỗ nào vậy hả? Chợt cả hai nghe thấy tiếng dị thú gầm gừ phía sau lưng, khi quay lại đã phát hiện một bầy dị thú Tiếu Nguyệt Lang cấp binh đã áp sát mình. Tiêu Minh đánh giá sơ bộ tình hình hiện tại rằng đang trong rừng rậm tâm tối, không thể xác định số lượng kẻ thù, bạn đồng hành không có khả năng chiến đấu, loài dị thú Tiếu Nguyệt Lang lại chiến đấu theo bầy, lần này hơi khó cho anh bên nhà ta rồi. Thấy bầy sói chu lên chuẩn bị tấn công, Tiêu Minh nhặt một hòn đá to lên làm vũ khí, quay ra sau nói, Tần Anh, khi mình chiến đấu cậu hãy lập tức chạy về hướng ngược lại, chút nữa bận chiến đấu với chúng mình không thể lo cho cậu được. Này Tần Anh, Tần Anh, cậu có nghe mình nói không đó? Chỉ thấy đàn sói trắng đã lao lên tấn công, con mẹ nó không kịp rồi, đành phải liều mạng thôi, Tiêu Minh quát lớn. Chỉ thấy Tiêu Minh phóng lên một cái, trong vài đường cơ bản đã giải quyết xong bầy sói. Mấy con sói chỉ biết nằm rên ư ư, Kimochi nhìn anh sợ hãi, anh ta cũng ngạc nhiên vì bầy sói này yếu hơn mình nhớ thì phải. Tần Anh lúc này mới quay lại hỏi Tiêu Minh, cậu đây là? Tưởng rằng cô gái này đang định khen mình nên thanh niên lập tức ra rẻ, à không sao, chỉ là một bầy Tiếu Nguyệt Lang nho nhỏ định tấn công chúng ta, tớ đã dẹp sạch bọn chúng rồi, không cần phải cảm kích mình đâu. Tiêu Minh, cậu hiểu nhầm ý mình rồi, chỉ là mục tiêu không phải chúng ta mà là bầy sói con này thôi. Nói rồi ẻm rạng rỡ ẩm đám sói con đưa ra trước mặt Tiêu Minh, ta nói nó, ôi con sông quê gì đâu á, anh hai ơi, chúng chỉ là đang lo lắng cho đám sói con thôi, vì tập tính bầy đàn của Tiếu Nguyệt Lang, chỉ cần trả lại con cho chúng là được, Tần Anh giải thích. Ngoài mặt thì có vẻ chấp thuận với giải thích của Tần Anh, nhưng trong lòng Tiêu Minh nghĩ chỉ có dị thú đã chết mới là dị thú an toàn nhất, dị thú với con người mài mãi là kẻ thù sống chết. Lúc này bầy Tiếu Nguyệt Lang đang mất cảnh giác, nếu mình ra tay thì chỉ cần 10 giây là xong. Đang chuẩn bị hành động thì Tần Anh tươi cười bế một con Tiếu Nguyệt Lang non đưa cho Tiêu Minh kêu anh ôm thử, miệng thì chê ỏng chê ẹo. Đến khi ôm và thử thì ta nói, thanh niên này mờ ê mê con sói con liền, những con dị thú này dã có cảm xúc riêng của chúng, thậm chí còn có tình cảm gia đình, thực sự vẫn phải săn giết chúng sao? Tiêu Minh bâng khuâng. Chợt một con sói đem dâng cho hai người họ một con thỏ, bày tỏ cho lòng biết ơn, làm cho Tiêu Minh vô cùng kinh ngạc, 300 năm qua dị thú đã tiến hóa đến mức độ này sao? Bỗng có tiếng cỏ cây sao động làm Tiêu Minh phát giác, chỉ thấy một tên cầm súng ống nhắm về phía họ. Tiêu Minh chỉ kịp hô lên một tiếng rồi thấy con sói lúc nãy mang thỏ đến ngã lăn ra chết. Tiêu Minh chỉ kịp ôm cô bạn gái nhỏ nằm nấp sang một bên, sau đó là hàng loạt tiếng súng vang lên làm khói bay mù mịt. Một đội thợ săn trang bị đầy súng ống đang tiến lại gần, chúng nhắm thẳng vào bầy Nguyệt Lang mà nả đạn, đúng là đạn rơi cửa Phật, vạn vật nằm im, đứng trước gát tinh gôn chúng sinh bình đẳng. Dị thú gặp sức mạnh súng ống cũng hẹo mà thôi, chú ý mục tiêu chỉ là đám sói lớn giữ đám sói còn lại. Đem chúng bán cho đấu trường rất có giá đấy, hai con sói đầu đàn lao đến định phản công nhưng cũng chỉ là vô ích. Âm thanh súng đạn kết thúc cũng làm cho Tần Anh bừng tỉnh. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Khi nhìn lại bãi đất lúc nãy thì cả đàn Nguyệt Lang đều đã bị bắn hạ. Ha ha ha, lần này thu hoạch cũng nhiều phết, đang định quay trở về thì bú được bầy sói trắng này. Đám thợ săn đang bàn với nhau mau lột ra đám sói trưởng thành, đám sói con thì đem về bán, tiền bạc chia sau. Nghe lũ thợ săn không có tình người nói vậy, Tần Anh định xông ra nhưng bị Tiêu Minh cản lại, nhân loại và dị thú vốn là kẻ thù,
Bọn họ làm như vậy vốn là không sai, bọn họ là thợ săn, đi theo họ chắc chắn sẽ về được thành phố. Nói rồi Tiêu Minh nắm tay Tần Anh bước ra. Vừa thấy hai đứa nhóc bước ra, một tên thợ săn nhìn như đội trưởng bước đến hỏi lai lịch của hai người bọn họ. Tiêu Minh liền giới thiệu họ là học sinh của học viện võ thuật, vô tình bị lạc đến đây, hy vọng họ có thể cùng gia nhập đoàn để trở về thành phố. Nghe đến họ chỉ là học sinh, tên đội trưởng liền thay đổi sắc mặt. Ha ha, giữa rừng sau nước độc lại xuất hiện một mỹ nữ như vậy, chúng ta chắc chắn sẽ cho gia nhập rồi. Nói rồi hắn nở nụ cười biến thái nhìn Tần Anh, người đâu mau xông đến bắt sống bọn chúng. Nằm ngoài dự kiến của Tiêu Minh, vốn dĩ cho rằng con người 300 năm trước vô cùng đoàn kết, vậy mà bây giờ lại tha hóa đến như vậy. Thấy cô gậy nhỏ của mình bị đám thợ săn dọa sợ, Tiêu Minh lên tiếng nói, tôi khuyên các ngươi tốt nhất đừng nên đụng vào chúng tôi. Một tên thợ săn nghe thấy quát, con mẹ nó, một tên học sinh cũng dám lên mặt với bọn tao. Nói rồi hắn cua báng súng đánh về Tiêu Minh. Tiêu Minh nhẹ nhàng đỡ lấy. Công nhận có một số người còn đáng chết hơn cả dị thú, khi nhận ra sức mạnh của thằng nhóc ác thì đã quá muộn. Tên thợ săn bị Tiêu Minh cho một đấm vào mồm văng ra phía xa chết không kịp ngáp. Chẳng hiểu vì sao khi giết một tên cặn bã còn đem lại cảm giác dễ chịu như vậy, làm cho Tiêu Minh tiếp tục muốn giết người. Tên đội trưởng thấy vậy liền kêu đàn em chơi cho chết cái thằng nhóc ác này, chỉ thấy cả đội hình giơ súng lên nã đạn vào Tiêu Minh. Còn một số tên cầm đao lao tới chơi sáp lá cả với anh. Cơ mà súng đạn hồi nãy bắn chết dị thú đối với anh bên nhà ta sao mà chậm quá, né né vài đường như phim Ấn Độ. Anh lướt trên mặt nước, anh như cơn sóng đánh tan hết cả đội hình đám thợ săn bằng võ kỹ kinh lôi thiểm. Chưa kịp hoàn hồn thì Tiêu Minh đã xuất hiện trước tên đội trưởng làm hắn hết hồn lùi lại mất bước. Các người là đội săn dị thú của thành phố, tại sao lại muốn giết cả học sinh của học viện võ thuật? Mẹ nó, tên nhóc con như mày mà cũng có tư cách đối chất ta sao? Ăn một liệt hỏa quyền này của ta đi. Quyền ảnh của tên đội trưởng bị Tiêu Minh dễ dàng ngăn chặn. Hành động của ông đã vi phạm điều khoản hợp bang, theo như quy định tôi có thể lập tức giết chết ông. Nói rồi Tiêu Minh nắm lấy tay của tên đội trưởng xoay mạnh làm cánh tay hắn vỡ nát. Khoan đã, ông chủ của tao là... Chưa kịp nói tên, hắn đã bị Tiêu Minh cho thêm một đòn vào giữa mặt. Giờ này ông chủ của ông có là ai đi nữa cũng không giúp được ông đâu. Đắc tội với tôi ông sẽ phải chết. Tiêu Minh liên tục đánh những đòn như trời giáng vào tên đội trưởng làm hắn sắp lên bảng điểm số. Còn chút hơi thở cuối hắn giáng thốt lên, thôi thống lĩnh sẽ không tha cho mày đâu. Tiêu Minh đến kết liễu tên đội trưởng rồi nói, vậy thì kêu ông ta đến tìm tôi mà tính sổ nhé. Tôi sẵn sàng tiếp đón bất cứ lúc nào. Quay lại hỏi thăm Tần Anh, Tần Anh cũng hơi rén với sát khí lúc nãy của Tiêu Minh, nên cũng chỉ có thể đáp là tôi không sao, nhưng còn đàn sói con này Tiêu Minh chúng ta có thể mang chúng về nuôi không? Được thôi, đợi tôi gom lại các chiến lợi phẩm của đoàn thợ săn này, chắc chắn có thể cầm cự được vài ngày. Bắt đầu lục lọi người, tên đội trưởng không ngờ như vậy mà lại có thể tìm được huyết tinh. Huyết tinh chính là những vật kết tinh từ năng lượng khí huyết, hấp thụ nó có tác dụng giúp võ giả nâng cao thực lực, bọn thợ săn này không bình thường nha. Xong xuôi anh dục Tần Anh mau rời khỏi chỗ này vì mùi máu tươi sẽ dẫn dụ không ít dị thú khác tìm đến đây. Chỉ một lúc sau đã có một nhánh quân đội tìm đến. Thống lĩnh, như tín hiệu truyền đến thì đội 3 đang ở quanh đây, nhưng vẫn chưa thấy một ai. Tôi nhìn thấy họ rồi nhưng không còn là con người mà thôi. Nói rồi tên thống lĩnh chỉ về những cái xác của đoàn thợ săn, lập tức kiểm tra tất cả các thi thể, tìm lại huyết tinh. Một đứa cháu của hắn từ phía sau đi tới hỏi, chú Việt khi nào chúng ta mới đi tìm Tinh Văn Lộc thế? Tháng sau đã là sinh nhật của Tần Anh rồi, cháu muốn tặng cô ấy một món quà đặc biệt. Ôi trời bà mẹ nó, sao nhiều người chết đến vậy? Rồi một tên lính báo cáo, thưa thống lĩnh không tìm thấy huyết tinh, xin lỗi nhé thiếu gia, Tinh Văn Lộc của ngài chắc phải đợi khi khác rồi, có người đã lấy đi đồ của lão gia, phải ưu tiên tìm nó lại trước. Sau khi ra khỏi khu rừng, đôi bạn trẻ tiến vào một khu thành thị bỏ hoang vô cùng âm u. Tiêu Minh, đây rốt cuộc là nơi nào, nhìn cứ như một thành phố hiện đại bậc nhất vậy. Tiêu Minh nhận ra đây chính là thành phố thương mại của thời kỳ trước, nó đã từng rất thịnh vượng. Nơi này gần sát với trung tâm khu rừng, nếu muốn ra khỏi đây phải đi ngược lại mới đứng chứ. Tần Anh khó hiểu hỏi, chúng ta không biết rõ khu rừng đó, ở lại rất nguy hiểm, chi bằng ở trong thành phố hoang này, hy vọng có thể tìm được bản đồ hay thứ gì đó hữu dụng. Nhưng thực ra Tiêu Minh đang muốn lẩn tránh sự truy đuổi của đồng bọn đám thợ săn mà thôi. Con mẹ Tần Anh chẳng thấy lo sợ gì, lúc này còn kêu Tiêu Minh tìm chỗ nào thích hợp cho bầy sói con trước, còn tụi mình tính sau. Chợt có tiếng gầm của dị thú phát lên làm cả hai kinh ngạc. Đến đó xem thế nào, chắc chắn hôm nay chúng ta phải ở lại đây nên trước mắt cứ đi xem thực lực của con dị thú đó trước đã. Cách đó không xa có một trận chiến giữa dị thú cấp binh thổ tích thú cùng một cô gái dáng người nhỏ nhắn có mái tóc màu đỏ, thấy cuộc chơi không cân sức. Tần Anh ý kiến, chi bằng chúng ta lại cứu cô gái ấy đi. Tiêu Minh cũng tán thành ý kiến của Tần Anh liền nói, cậu qua cứu đi, tớ sẽ ở lại cổ vũ cậu. Nghe thế cô biết bị trô rồi nên cười trừ e ngại nói, sức một mình tôi e rằng không đủ. Tiêu Minh nói, biết thế thì tốt, trước mắt cứ quan sát đã. Nơi này là một vùng hoang vu, tự nhiên lại xuất hiện một cô gái dám giao tranh cùng dị thú, chưa biết người tốt hay kẻ xấu đã muốn giúp rồi, lòng tốt không đúng lúc sẽ giết chết cậu đó. Huống hồ gì cô gái này thậm chí còn không cần chúng ta giúp đỡ. Đúng như anh dự đoán, sau khi đổi tới đổi lui hết 69 tư thế thì người chiến thắng chính là cô gái tóc đỏ kia. Rất vui mừng sau chiến thắng, cô gái này thấy một con dị thú lớn như vậy chắc chắn có thể đủ ăn trong một thời gian dài. Tiêu Minh nhìn thân thủ không tầm thường của cô gái này có thể nhận ra cô rất có kinh nghiệm chiến đấu, chắc chắn rất thông thuộc địa hình nơi này. Còn Tần Anh thì lên tiếng nói, cô gái này mạnh thật, làm cho cô ta phát hiện mà bắn một mũi tên thăm dò về phía họ. Mũi tên thăm dò đơn giản của cô ấy nhưng chút nữa là cấm vào đầu hai bạn trẻ, làm họ sợ muốn đái ra quần. Tiêu Minh cảm thán, xa như vậy mà vẫn có thể phát hiện chúng ta sao? Giác quan thực sự quá nhạy bén. Tiêu Minh để mình nói chuyện với cô gái ấy. Con gái với con gái nói chuyện với nhau dễ hơn, tránh cho đối phương có thái độ thù địch.
Tần Anh nghĩ vẻ ngoài xinh đẹp và nụ cười dọc đầy tự tin của mình chắc chắn sẽ gây thiện cảm với người khác, trước giờ đều do Tiêu Minh bảo vệ mình. Hôm nay mình sẽ cố gắng mà bớt phế đi một chút lấy điểm trước Tiêu Minh, nói rồi cô sải bước đến trước cô gái tóc đỏ. Em gái à, đừng sợ, tụi chị không phải dị thú, mà là người của thành phố Không Hải, chỉ thấy nghe đến từ thành phố Không Hải. Cô gái tóc đỏ trực tiếp gương cung mà hướng về Tần Anh làm cô vô cùng hoang mang. Em gái à, có gì hiểu làm không? Tụi chị là con người mà, em đâu cần phải sợ như vậy. Bớt nói nhảm đi, con gì ta cũng bắn hết, được rồi đừng tốn thời gian nữa. Tiêu Minh bước đến nói, cô gái này rất có thể là người của tộc Di Khí. Thấy mặt Tần Anh hơi a đủ nên Tiêu Minh liền giải thích. 300 năm trước dị thú hoành hành, con người liên tục nhận thất bại. Để duy trì và gìn giữ hòa bình, con người đã lập nên liên bang, xây dựng lên 100 tòa thành để toàn bộ nhân loại có thể sinh sống yên ổn trong đó. Tuy nhiên một số bộ tộc xa xôi không thể kịp vào bên trong tòa thành. Họ nghĩ rằng họ bị bỏ rơi và căm hận người bên trong thành. Họ liên kết với nhau tạo thành tộc Di Khí để có thể sinh tồn dưới hoàn cảnh khắc nghiệt khi bị dị thú săn giết. Nhưng bây giờ dị thú đã không còn là mối đe dọa, tại sao liên bang vẫn không cưu mang họ? Liên bang chỉ có 100 tòa thành, không có chỗ cho người mới, đồng thời họ cũng đã quen với cuộc sống ở vùng hoang vu như vậy rồi. Về kiến thức đã bị tuột lại so với xã hội hiện đại. Thế à, họ thật đáng thương. Vừa nói xong mũi tên đã bay đến trước chân của Tần Anh làm cô xanh mặt. Cô gái tóc đỏ lên tiếng nói, lập tức ra khỏi nơi đây, con thổ tích thú này là của tôi, xin đừng hiểu lầm. Chúng tôi không có hứng thú với thổ tích thú của cô, và lại máu của thổ tích thú đang dính trên mặt cô có thể làm cô trúng độc đó. Tôi không tin mẹ bảo rằng tất cả người ở thành phố đều là kẻ xấu. Nói rồi cô gương cung tên bắn thẳng về phía đôi bạn trẻ. Ok, video hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu các bạn muốn xem thêm hãy ấn like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Nhớ bật chuông thông báo để khi ra video tiếp theo YouTube còn thông báo cho các bạn nữa. Bây giờ thì xin cảm ơn và tạm biệt các bạn.